Sách Ai Cập Ký Chương 20 10 Điều Dân Đức Chúa Trời công bố những lời này Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi đất nô nệ. Ngoài ta ra, các ngươi không được thờ các thần khác. Các ngươi không được làm cho mình tượng theo hình dạng của bất cứ vật gì ở trên trời cao, ở trên mặt đất hay ở dưới nước, các ngươi không được sắp mình thờ phượng các tượng ấy vì ta là Chúa Đức Chúa Trời các ngươi, Đức Chúa Trời kỵ ta, ta hình phạt con cháu đến thế thứ ba, thứ tư vì tội khước từ ta của tổ tiên họ, nhưng bày tỏ tình thương đến ngàn đời cho ai yêu mến ta và vâng giữ các điều răn ta. Các ngươi không được dùng tên Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi cách thiếu tôn kính vì Chúa không coi người dùng tên Ngài cách thiếu tôn kính là người vô tội. Phải nhớ ngày sa bát và giữ làm ngày thánh. Các ngươi phải làm tất cả các công việc mình trong sáu ngày. Nhưng ngày sa bát là ngày dành cho Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật, và cả đến khách ở trong nhà các ngươi đều không được làm việc gì cả. Vì trong sáu ngày, Chúa đã dựng lên trời, đất, biển và mọi vật trong đó nhưng ngài nghỉ vào ngày thứ bảy. Như vậy, Chúa chúc phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày ấy Phải yêu kính cha mẹ để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Không được giết người, không được tà dâm, không được trộm cắp, không được làm chứng dối nghịch người khác, không được tham muốn nhà cửa của người khác, không được tham muốn vợ, tôi trai, tớ gái, bò lừa hay bất cứ thứ gì của người khác. khi nghe thấy sấm trước tiếng kèn và núi bốc khói, dân chúng run rẩy sợ sệt, họ đứng tận đằng xa và nói với môi xe rằng, xin chính ông nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe lời. Xin đừng để Đức Chúa Trời phán với chúng tôi, kéo chúng tôi chết mất. Môi xe nói với dân chúng, anh chị em đừng sợ, Đức Chúa Trời đến để thử anh chị em, để anh chị em có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không phạm tội với Ngài. Trong khi môi xe đến gần đám mây dày đặc là nơi Đức Chúa Trời ngự thì dân chúng cứ đứng ở đằng xa hình tượng và bàn thờ. Sau đó, Chúa phán dạy môi xe, con truyền lại cho dân Israel lời này, chính các ngươi đã thấy tận mắt ta từ trời phán cùng các ngươi, vậy các ngươi không được làm và đặt bên cạnh ta bất cứ thần tượng nào. Đừng làm cho mình các thần bằng bạc hay bằng vàng, các ngươi phải làm một bàn thờ bằng đất cho ta và dâng trên bàn thờ ấy Tế lễ thiêu, tế lễ cầu an cừu, dê và bò, bất cứ nơi nào ta làm cho tên ta được tôn kính, ta sẽ đến và ban phước cho các ngươi. Nếu các ngươi thiết lập cho ta một bàn thờ bằng đá thì đừng dùng đá đẽo, vì các ngươi sẽ làm ô uế bàn thờ khi dùng dụng cụ để đẽo đá. Không được đi lên bàn thờ ta bằng bậc thang để khỏi bộc lộ sự trần truồng của các người